Nguyễn Nhân xin chào các bạn. Các bạn thân mến, ngày hôm nay Nguyễn Nhân chia sẻ với các bạn kinh nghiệm về nuôi chích chè lửa trong thời kỳ thay long và kỹ thuật chăm sóc chích chè lửa. Mùa long của chè lửa được tính bằng khoảng thời gian trong một năm chè lửa thay long. Và thông thường chè lửa thay long một năm một lần. Sau đấy nó sẽ bước vào thời kỳ trưởng thành. Và quá trình thay long tiếp nối ở môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo sẽ có sự khác biệt. Trong môi trường tự nhiên, con chè lửa sẽ thay long từng phần, bắt đầu từ lông vũ đến đầu cánh và sau đó là sẽ là thay lông đuôi. Đó là trong môi trường tự nhiên. Trong môi trường nhân tạo thì con chè lửa thay long nó phụ thuộc vào môi trường nuôi như các yếu tố nhiệt ẩm, dinh dưỡng và quá trình giật giải. Trong môi trường nhân tạo, con chè lửa có thể thay lông toàn phần, khác với lại môi trường tự nhiên là thay lông từng phần. Và thời gian hoàn thiện lông thông thường là từ 1,5 đến 2 tháng, tùy thuộc vào cấu trúc lông dày mỏng, dài ngắn. Các bạn thân mến, chè lửa thay lông chỉ đứng sau quá trình sinh sản vì nó tốn rất là nhiều năng lượng và công sức của người nuôi trong quá trình chăm sóc nó. Chính vì vậy, trong quá trình nuôi dưỡng chiếc chè lửa đòi hỏi phải cung cấp đầy đủ dinh dưỡng cho chiếc chè lửa, đặc biệt là kết hợp giữa mồi tươi và khô. Trong quá trình thay lông thì đặc biệt lưu ý các cái dinh dưỡng giàu protein và bổ sung B complex cho chiếc chè lửa trong suốt thời kỳ thay lông từ 1,5 đến 2,5 tháng. Và lượng thức ăn, lượng dinh dưỡng đó phải đủ về số lượng và chất lượng để đảm bảo chích chè lửa sẽ phát triển toàn diện nhất. Trong kênh của tôi có rất là nhiều nội dung chia sẻ vấn đề này, các bạn có thể theo dõi. Và sẽ có một chủ đề riêng cho vấn đề dinh dưỡng của chích chè lửa trong các cái video sau, các bạn hãy lưu ý quan tâm theo dõi. Trong môi trường nhân tạo, chúng ta cần lưu ý đến các yếu tố nhiệt độ, độ ẩm và gió. Phơi nắng cho chè lửa thì nên phơi nắng vào buổi sáng và tắm hàng ngày để cho quá trình thay lông được diễn ra nhanh chóng hơn và có chất lượng hơn. Và đối với là chích chè lửa thì chúng ta phải tuyệt đối là tránh gió lùa, đó là điều tối kỵ đối với lại chích chè lửa. Việc keo chè lửa trong nhà bếp hoặc là nơi hướng gió sẽ là thảm họa đối với chích chè lửa. Chính vì vậy mà chúng ta lưu ý say nắng, cảm lạnh và trúng gió là nguy cơ thường trực đối với lại chích chè lửa trong quá trình thay lông. Trong quá trình thay lông thì chúng ta lưu ý là không dợt chè lửa khi chưa xong lông. Việc dợt chè lửa khi chưa xong lông có thể làm cho con chè lửa nó bị sốc lông, nó tiếp tục rớt ngay cả lúc nó đang thay lông. Như con chè lửa trong clip các bạn đang theo dõi thì có thể thấy là nết đáu của nó là nó đánh đuôi rất là mạnh và nó sàn cầu. Việc biểu diễn như thế này làm cho các rễ trong gốc lông của nó là bị đứt đi. Hậu quả là làm cho cái đuôi nó sẽ không dài như cái bộ gen của nó và làm cho cái chất lượng lông của nó sẽ không được đạt trong quá trình mà nó thay lông xong. Trong trường hợp chè lửa thay lông vẫn hót, hót sọng, hót lớn thì điều đó rất là bình thường, chứng tỏ sức khỏe nó rất là tốt. Chúng ta chỉ còn hạn chế cái nếp đóng của nó để bảo toàn cho cái bộ lông nó được phát triển tốt nhất. Khi thức ăn không đúng và đủ, môi trường nuôi đầy áp lực thì có thể tạo ra đường stress trên lông chích chè lửa. Đường stress này làm cho bộ đuôi xấu và có thể đứt trong quá trình nó biểu diễn ở cái mùa kế tiếp. Áo lồng chúng ta nên sử dụng áo sáng và hạn chế để áo lồng hình chữ V tạo nếp xấu trong chè lửa nó xuống nó đứng ở gác cửa. Đối với là các con chè lửa nó ngủ sát ngay đầu cầu, có thể làm cong đuôi thì chúng ta có thể để các cái móc để hạn chế nó đứng ở hai đầu cầu, hoặc là các con chè lửa nó đứng ở trên cống, khi nó ngủ thì chúng ta có thể dùng cái cống để đặt ở phía bên ngoài để hạn chế các rủi ro đó. Các bạn thân mến, việc nuôi lông thành công sẽ quyết định đến chất lượng biểu diễn của con chè lửa trong thời gian kế tiếp. Nguyễn Nhân xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong chủ đề dinh dưỡng ở video tiếp theo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.